Sáng nay tại cơ sở cách ly tập trung số 1 Trường Quân sự tỉnh đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho 349 công dân. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, cơ sở cách ly tập trung số 1 đã tiến hành cách ly tập trung 349 công dân Việt Nam ở 29 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 204 công dân nam, 145 công dân nữ. Ngày 2 tháng 3, cơ sở tiếp nhận thêm một trường hợp tự nguyện đến khu cách ly để chăm sóc cháu. Qua sàng lọc, có 47 công dân ở vùng dịch và gần vùng dịch. Những công dân này lao động học tập công tác ở Trung Quốc, Hàn Quốc trở về nước vào ngày 29 tháng 2 đã thực hiện cách ly tập trung nhằm sàng lọc theo dõi những biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian cách ly, lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt hàng ngày. Một số trường hợp có biểu hiện ho, sốt được chuyển về các cơ sở y tế để theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Đến ngày 14 tháng 3, 350 trường hợp trên tiếp tục được khám sàng lọc lần cuối. Qua kết quả khám, 100% số công dân đều bảo đảm các yêu cầu về điều kiện sức khỏe và được nhận giấy chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi bàn giao hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đủ thời gian cách ly cho công dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức đưa công dân ra bến xe, sân bay để trở về nhà. Sau khi mà các công dân trở về địa phương thì ngay buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tổ chức là phun khử trùng toàn bộ khu vực của trường quân sự, sẵn sàng đón các cái công dân đợt tiếp theo nếu có. Cảm nhận của em 14 hôm ở đây cũng như anh em trong phòng, các y bác sĩ trong này là đã làm rất tốt trong công việc chuẩn bị cho bọn em trang thiết bị, dụng cụ sinh hoạt hàng ngày và chỗ ở thì cũng sạch sẽ gọn gàng. Tập kết ở đây thì nói chung là các đồng chí lãnh đạo ở đây và các đồng chí quân y cũng như các đồng chí quân đội rất là nhiệt tình chăm sóc chăm lo cho mọi người ở đây và về từ giấc ăn giấc ngủ ăn uống rất đầy đủ sạch sẽ. Phát biểu tại buổi bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận sự tận tình, chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giám sát theo dõi, chăm sóc sức khỏe những người đi về từ vùng có dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Đồng thời đánh giá cao việc các công dân tại các cơ sở cách ly đã chấp hành nghiêm quy định của cơ sở cách ly tập trung, thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí nhấn mạnh. 14 ngày tuy là ngắn ngủi, nhưng chắc chắn có rất nhiều kỷ niệm đối với các đồng chí trong ban chỉ đạo cũng như là trường quân sự tỉnh trong công tác phục vụ. Mặc dù 349 các cháu ngồi đây cách ly, nhưng mà Hưng Yên cũng phải dành ra tới gần 100 người để phục vụ cho quá trình cách ly 2 tuần đó. Tức là một người phục vụ đảm bảo công tác cách ly cho 3,5 người. Đây là một cái số lượng cán bộ phục vụ rất là lớn. Và trong thời gian qua đã vượt qua khó khăn vất vả để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng các cháu đã chia sẻ đồng cảm và thể hiện cái trách nhiệm cao trước công tác phòng chống dịch của đất nước chúng ta và của tỉnh Hưng Yên. Tổ chức Y tế Thế giới vì đã công bố dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Cho nên là khi về địa phương, mong các cháu tiếp tục thực hiện cái công tác cách ly, hạn chế tối đa đến nơi đông người và tiếp xúc đông người thì phải đeo khẩu trang. Thế rồi là thực hiện các cái nhiệm vụ như hạn chế tối đa liên hoan và nếu có thì chỉ trong nội bộ gia đình và thực hiện các nhiệm vụ khác thì từng địa phương đã chỉ đạo và mong các cháu về địa phương trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch thì có cuộc sống là vui tươi hạnh phúc và thực hiện tốt các quy định của Đảng Nhà nước và sớm được về lại Hàn Quốc để học tập và công tác lao động theo chương trình kế hoạch mà các cháu đã được Nhà nước Việt Nam chúng ta cũng như là Hàn Quốc để cho phép. Ban chỉ đạo tỉnh chúng ta sơ kết quá trình cách ly 14 ngày đợt này để chúng ta có những bài học kinh nghiệm, rút ra những cái
việc làm tốt, những phương pháp làm tốt để chúng ta nếu được chính phủ, rồi quân khu, Bộ Quốc phòng giao cho nhiệm vụ cách ly thì thực hiện tốt hơn và thực hiện đầy đủ các cái phương án, các kế hoạch mà tới đây Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục triển khai trong điều kiện mới là số lượng nhiễm COVID-19 ở Việt Nam chúng ta đang tăng lên và đối tượng chúng ta phải cách ly nhiều hơn và nhiệm vụ chúng ta ngày càng nặng nề hơn. Tại tỉnh Hưng Yên, thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo các phương án đã đề ra.